Rồi sao mà trong lớp em cứ ngồi xổm thế kia? Không ngồi được xuống hả? Đau quá hả? Đau quá không ngồi được xuống, cứ phải ngồi xổm. Hay em muốn lên ghế không? Cứ lên ghế đi, ưu tiên cho lên ghế chứ ngồi thế này tội quá à. Ngồi nè, ngồi không ngồi được xuống, sạt xuống đất. Cái vụ này hơi nhiều hả? Bao lâu rồi? 7 tháng rồi. 7 tháng nay rồi, rồi đi chữa đâu rồi? Chích tay rồi, dọn ngoài rồi. Mà nhà làm nghề gì? Dạ, phụ hồ. Phụ hồ được khiến ngộ bị phải không? Dạ. Đúng không? Kỳ bị đó. Khổ được chưa? Nhất công ta từ đây xuống dưới chân mình đó. Rồi phụ hồ ngày được nhiêu? Ngày 108. Mấy? 108. Sao ăn rẻ vậy chàng? Quê. Nó thường là 350. Ở quê. Ở quê hả? Quê đâu lận? Dạ quê, Cà Mau. Trời đất ơi. Rồi, bây giờ em đi cho tôi đi. Khổ thân ghê, đó về đó. Từng bước thầm để. Đi từ từ, đi từ, đi là đó. Nó đau về đó hả? Rồi, đi tiếp nha. Rồi. Cũng bị nước tay rồi. Chuẩn bị tê rồi, đi chút như là tê rồi đó. Ok. Rồi, em đứng đây luôn anh, dễ tay. Đi cũng nổi thế. Rồi chích thuốc, bác sĩ chích mũi nhiêu? Mũi 18. À được cũng được, mỗi ngày cái thuốc mà thằng đắng rồi không? Ngủ giữa bi đúng rồi. Rồi, tốt quá. Rồi cứ đứng như trời thì là gọi cái điện thoại theo dõi trường hợp. Rồi không quan bây giờ nâng vai thì phải ngã người thiệt nhiều, tại vì này nó bị tổn thương cuộc sống lưng, cho nên ngã người thiệt nhiều rồi giật mạnh chứ không có nhẹ đó nữa đó. Tại vì khi mình làm vậy là mình đã điều chỉnh cái cuộc sống lưng luôn rồi, hiểu không? Đó mạnh đúng rồi, mạnh luôn. Rồi nữa. Ra căng, nó căng nè. Rồi, đi đi cưng. Đi đi. Đi ngon rồi. Rồi, mạnh lên cưng. Thấy cái hơn rồi phải không? Đỡ rồi hả? Rồi vô ngồi ghế đi. Cho ngồi thượng đài một xíu. Nghỉ ngơi một xíu rồi làm được thì sao? Cái này nè. Rồi, lót rồi đàng hoàng. Tử tế. Xin xong chú cưng. Nhớ nha. Rồi đưa này, nó đừng có lên nhiều quá. Phải thả lỏng người ra. Đạp cái chân này đi. Người thả lỏng ra nha. Rồi. Hốt, hít thở nhẹ nhàng. Nè. Thả lỏng ra. Rồi. Vậy cho tiêu được cái bệnh này, đừng để lấy đi còn đi làm nữa nha. Rồi. Rồi thả lỏng ra. Đó, vô rồi. Rồi, lấy sách ra đi. Rồi. Sao vậy sao? Cái rắc mà đã không? Quay qua đây, quay qua đây. Quay lên, nằm đi chứ. Nằm yên tư thế cho nó ngon là đàng hoàng nha. Rồi, thả lỏng ra, thả lỏng ra. Rồi, đổ vào kia. Đó, vậy đó, mình vẽ cho dễ.
ổn rồi. Đó, đúng rồi. Nằm thẳng đây. Nằm thẳng đây. Rồi đưa chân này lên. Em là trước đi. Rồi dựng dùm cái này. Coi chân mình. Coi chân mình. Đó, dựng. Đứng không? Đứng không? Rồi, chân kia. Kỹ ngơi chút. Rồi, nằm sắp đây cho đây. Ngồi dậy. Bây giờ thấy khác rồi phải không? Sắp xuống, xuôi tay xuống. Rồi xuôi hai tay xuống. Mềm ra, mềm ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Hết hơi luôn. Đó, mông đụng mông, rồi, hay. Quỳ ra đây, quỳ sát lên, quỳ sát lên, quỳ sát lên. Rồi, ngon ngon, khỏi chứ. Rồi, em quỳ xuống. Bây giờ nó chỉnh cái cuộc sống này, em quỳ xuống. Rồi, bật nữa ra luôn rồi nha. Rồi, nhóm theo nha, nhóm nhẹ chân lên. Rồi, lên, 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 lên. Rồi, đúng vậy. Tiếp cái nữa, chạy luôn. Rồi, cái sau đi. Sau, nằm xuống. Ở đây. Không có hôm nào đẹp như hôm nay. Sao, nghe lại chưa? Thấy công nhận là bây giờ mới thấy hạnh phúc phải không? Thấy chích thuốc vào quá phải không? Mềm cái khổ này. Mềm. Xong rồi này nó hết rồi. Rồi đứng dậy đi. Bây giờ chạy được rồi đó. Thẳng lưng lên. Up. Đi về chắc rồi nha. Đừng có sợ. Bây giờ hết bệnh rồi, đừng có sợ. Chạy nhanh lên. Đó. Đi nhanh lên. Đừng có ngán. Mày hay ngán quá. Chạy đi. Chạy đi. Bánh dạng lên. Rồi. Không còn ngán nữa. Không còn ngán. Không còn ngán. Rồi. Quay đi bên kia. Và tâm lý. Rồi. 1, 2, 3 nữa. 1, 2, 3 đừng có gồng. Chơi đừng có gồng, kêu chơi là đừng có gồng. Rồi, bỏ chân ra. Nên, thẳng thẳng ra đừng có gồng. Thẳng ra. Gồng, gồng đi, bẻ gãy chân vậy đó. Rồi, mềm, mềm người ta. 1, 2, 3 1, 2, 3 quá trời luôn. Đi vậy. Rồi. Mạnh lên. Rồi, đi mạnh lên. Nhanh lên đừng sợ chứ. Mày hứng tao sợ đâu, mày lo gì. Hứng có tay sợ, mày chạy đi. Chạy luôn. Vô, 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 vô. Mạnh lên, vô, 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 vô. Thôi, tội nghiệp quá rồi. Thôi, được rồi. Còn gì nữa không? Đang đơn rồi. Hốp đi anh em, chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.